Các nhà khoa học đã xác minh được nguyên nhân cá chết tại các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, do đây là sự cố môi trường phức tạp, nên cần có thời gian để các kết luận công bố đảm bảo chứng cứ, tính pháp lý và tính khách quan. Tinh thần là chính phủ luôn cầu thị lắng nghe và sẽ thông tin cho người dân biết về nguyên nhân gây ra sự cố cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Đây là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ vừa kết thúc cách đây ít phút. Tại buổi họp báo chiều nay, phóng viên nhiều tờ báo đã đặt câu hỏi liên quan đến sự cố môi trường gây ra tình trạng cá chết bất thường tại các tỉnh miền Trung. Xin Bộ trưởng cho biết những diễn biến đến thời điểm này liên quan đến vụ cá chết ở một số tỉnh miền Trung. Bởi vì trước đó thì Bộ trưởng đã nói rằng là khi nào có kết luận thì Bộ trưởng sẽ thông tin ạ. Trước khi kết luận chính thức, việc này là có mời các nhà khoa học trong và ngoài nước, tư vấn trong ngoài nước để phản biện. Khi công bố là nó phải đảm bảo chứng cứ và nó phải đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, Thủ tướng cũng quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường kinh doanh, môi trường tự nhiên, nhất là đảm bảo môi trường biển được an toàn lâu dài. Do việc điều tra nguyên nhân cá chết là nhiệm vụ của tập thể nhiều nhà khoa học từ nhiều cơ quan cả trong và ngoài nước, cho nên cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau cần phản biện một cách rốt ráo mới đủ cơ sở khoa học để kết luận một cách chính thức. Như chúng ta biết, bất cứ một sự sơ suất nào trong kết luận khoa học về nguyên nhân thì cũng có thể dẫn đến sai lầm trong khắc phục hậu quả. Cái thứ hai, nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó. Trên cái việc xác định thủ phạm không chỉ với các bằng chứng khoa học, mà còn phải điều tra đầy đủ các bằng chứng vi phạm pháp luật, nhất là pháp luật về môi trường. Như các bạn biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất dứt khoát là bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào. Cho nên chính vì vậy, cần phải có thời gian điều tra kỹ lưỡng mới thu thập được những bằng chứng xác thực. Dư luận quan tâm đến nguyên nhân và cách xử lý hậu quả là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cũng cầu thị lắng nghe mọi ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin cho người dân biết. Và tôi cũng hoan nghênh vừa qua nhiều cơ quan báo chí đã kịp thời đưa những thông tin mang tính khuyến cáo đến cho người dân, thông tin hỗ trợ giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng, ngăn ngừa thiệt hại. Tuy nhiên, tôi cũng lưu ý rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua.